Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về ưu khuyết điểm của Thiên Bình. Ưu khuyết điểm của Thiên Bình. Thiên Bình có khả năng ngoại giao, họ có thể bao quát tất cả các quan điểm và đưa ra được những đề xuất thỏa mãn cả hai bên. Người cung Thiên Bình có nội tâm phong phú và cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người mà họ có thể tin tưởng. Mỗi một cung hoàng đạo sinh ra không ai hoàn mỹ, và mỗi chúng ta luôn có những ưu khuyết điểm thì mới hoàn thiện một con người. Thiên Bình là cung hoàng đạo luôn hướng tới sự hòa thuận trong các mối quan hệ và có cái nhìn vô cùng độc đáo, mới mẻ về mọi việc. Thông minh, tốt bụng, luôn sẵn sàng vì người khác. Thiên Bình là người coi trọng sự hòa hợp. Dưới sự bảo trợ của sao Kim, Thiên Bình luôn trân trọng cái đẹp trong cuộc sống. Đôi khi họ bị coi là quá thực dụng, bởi Thiên Bình sẵn sàng hủy bỏ mối quan hệ nếu họ nghĩ nó sẽ chẳng đi đến đâu, với lý do là khoảng cách địa lý, tuổi tác hay các xung đột bên ngoài khác. Trong bài viết này, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về ưu khuyết điểm của Thiên Bình để biết thêm chi tiết. 1. Ưu điểm của Thiên Bình. Cả cuộc đời Thiên Bình đi tìm sự cân bằng. Họ mang đến một khái niệm khách quan về công lý, phản ánh bản chất của quy luật nhân quả trên phương diện đạo đức và pháp luật. Gieo gió gặt bão. Ở đời có vay có trả, nếu chúng ta sống mất cân bằng, coi trọng một điều gì đó quá mức, chúng ta sẽ đánh mất những thứ khác. Với Thiên Bình, không phải cứ thích gì làm nấy, mà phải cân nhắc trước khi quyết định. Một quyết định sai lầm có thể phải trả cái giá rất đắt. Chúng ta không thể cứ mãi sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi quan điểm từ những người xung quanh. Mối quan hệ mà Thiên Bình tạo dựng dựa trên nền tảng bình đẳng hai chiều, có qua có lại, rất hợp lý. Nói chung, bạn biết cách để cân bằng những cảm xúc. Thiên Bình lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác, không có nghĩa họ bị dắt mũi hay chịu sự thao túng đâu. Chính kiến của bạn rất mạnh mẽ và luôn để bản thân cân bằng. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.